Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 Nga thành công, mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2022. Đây là cuộc cách mạng đã làm rung chuyển toàn thế giới, mở ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng lao động và giải phóng con người. Và cuộc cách mạng này đã khai sinh chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử loài người. Đi theo con đường của cách mạng tháng 10, con đường chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã có được những thành tựu rất to lớn về nhiều mặt và cho thấy đây là con đường tất yếu đưa đất nước đi tới phồn vinh, hạnh phúc. Cách mạng tháng 10 thành công với 10 ngày rung chuyển thế giới đã mở ra kỷ nguyên mới, thời đại mới cho lịch sử nhân loại, thời đại xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, cách mạng tháng 10 mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Năm 1930, trong cương lĩnh chính trị, Đảng ta đã chủ trương tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ, nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Và khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, Đảng ta một lần nữa khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Năm 2021, tại Đại hội 13, Đảng ta lại một lần nữa khẳng định qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Gần đây, trong tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư ấy đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn để chứng minh cho tất cả chúng ta, cho nhân loại toàn thế giới thấy rằng ấy là cái con đường mà Đảng, mà Bác mà chúng ta lựa chọn ấy là hoàn toàn đúng đắn. Đó là cái điểm mới ấy, là nhận thức là gì? Là một cái xã hội là vì con người. Đấy, tất cả là vì mục tiêu, mục phục vụ cho con người. Giáo sư, tiến sĩ khoa học lịch sử Vladimir Kolotov, chủ nhiệm khoa lịch sử các nước Viễn Đông, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg, Liên bang Nga nêu rõ. Bài viết mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập những đặc điểm cụ thể của xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vấn đề đang được dư luận ở Nga hết sức quan tâm. Điều đáng nói là Việt Nam không áp dụng bất kỳ cách tiếp cận giáo điều nào mà liên tục từng bước kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Cách tiếp cận này đã mang lại thành công rõ ràng cho Việt Nam. Đi theo chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chế độ phát xít, thực dân và phong kiến tay sai gần một thế kỷ. Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp năm 1954 và đế quốc Mỹ xâm lược năm 1975. Tiếp đó là công cuộc xây dựng đất nước thống nhất, quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1986 đến nay, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế đã đạt được nhiều thành tựu rất to lớn, rất quan trọng. Trong dòng chảy của lịch sử với biết bao thăng trầm, nhưng tầm vóc ý nghĩa, hào khí và lý tưởng của cách mạng tháng 10 Nga vẫn luôn tỏa sáng và tiếp tục soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đúng như chỉ dẫn của Lenin. Tất cả các dân tộc đều đi đến xã hội chủ nghĩa. Đó là điều không tránh khỏi,
nhưng tất cả các dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã hội không phải một cách hoàn toàn giống nhau. Mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình thức này hay hình thức khác của chế độ dân chủ.